2. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay vị trí của chúng ta sẽ đến từ em Z650. Anh em thấy Z650 này có đẹp không? Thì hôm nay mình sẽ nói về cái con Z650 này ha. Thì so với giá thành hiện tại thì con này mình đã bán rồi và chủ xe cũng đang ngồi đó, thấy không anh em? Thì mình mới nói được cho anh em. Thì về cái con xe này thì hôm bữa mình đã bán rồi, anh em cũng biết hết rồi, toàn bộ rồi. Thì so với dòng phân khúc này, con này nó mạnh ha, nó 650 phân khối. Và cái cảm giác chạy của nó mình sẽ chia sẻ lại cho anh em, và nó sẽ rất là giọt, bốc và rất là hổn nha anh em. Tại vì 650 mà chỉ có hai máy thôi đó, và con xe ở đây có sẵn rất là nhiều đồ chơi mình đã quay cho anh em xem. Và hiện tại là mình đang bắt lại vô cho ảnh kính độ rồi mấy cái lặt vặt nè đó. Anh thấy mà, như cái anh em đang thấy đây á, là móc để treo đồ đó, gỡ ra được rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ dưỡng sên và mình sẽ thay nhớt tại đây luôn nha anh em. Cái điểm mà mình thích nhất con này là nó rất là tiết kiệm nhớt nha anh em, có thể là tiết kiệm hơn những dòng 300 phân khối luôn, như Z300 và Ninja 300 luôn nha anh em. Ở những cái con Z650 này á thì anh em có thể canh nhớt tại khu vực này nha anh em. Đó, nó nằm ngay giữa hai mức này là nhớt ok nè. Đó, thấy rồi anh em, nằm ngay giữa đây là nhớt là ok nè anh em. Anh em đổ lố một xíu không sao, nhưng mà anh em đổ ít thì có sao, đổ lố một chút xíu thì không sao nha anh em. Đó, mình có thể nhìn vô đây là mình sẽ biết xe đi nhớt cũ hay mới là đi được bao nhiêu. Đó, mình nhìn vô đây sẽ thấy hết toàn bộ. Khi giao xe thì mình sẽ tiến hành dưỡng sên. Đó, nếu như ở nhà anh em có cái bên nâng á, thì nó sẽ tiện hơn cho việc mình dưỡng sên ha. Còn không thôi là mình phải xay bánh, một tay xay. Đó, có bên nâng thì sẽ tiện hơn. Đó, không có, anh em lưu ý nha, không nên được dưỡng sên quá nhiều, nó dư quá nhiều á thì cái dư á nó sẽ chạy xuống đây. Đó, anh em thấy không, nó sẽ chạy xuống những chỗ này và sẽ đóng bụi ở dưới chỗ này. Cho nên sẵn cái clip này mình dặn anh em luôn là chỉ xịt vừa đủ thôi, xịt sơ thôi, đừng có xịt nhiều, nhiều quá là sẽ nó sẽ đóng đốc bụi ở đây, anh em đi lâu ngày anh em không thấy đâu, rửa xe nó cũng không ra đâu, nó đóng bám dưới đây rất là dơ và ở trong đây là nó bám nhìn rất là ghê gớm đó, anh em nên nhớ lưu ý nha. Rồi thì bây giờ sẵn tiện á quay clip hướng dẫn anh em thay nhớt luôn ha. Thì á anh em chỉ cần dùng một cái chìa khóa 17 thôi. À, anh em dùng một cái tay thôi là anh em dặn được, giỡn thôi nha, phải có chìa khóa nha. Đó, 17 là anh em bỏ ở đây thì nhớt nó sẽ chảy ra, anh em thấy chưa? Còn ốc nhớt là nằm ở vị trí này, sẵn chủ xe coi á, có vài bữa mình tự thay được luôn, hoặc là bận quá thì chạy qua đây thay. Đó, thì khi mà anh em á thay nhớt á là 1.6L, thay luôn cả lọc là 1.8L nha anh em. Thấy chưa? Đây con ốc nằm chỗ này. Cầm ốc lên đưa anh em xem. Đó, rất là đơn giản, con này nó thiết kế thay nhớt rất là đơn giản nha anh em. Lên xuống. Lên xuống. Đẩy lại. Đẩy không? Ok. Lên. Có cái con này thì mình thích một cái là khi cái ở nhớt nằm bên phía bên đây nè anh em, nó sẽ không giống những con xe mà quay rim đúng không, quay rim nó nằm dưới thì bắt buộc á anh em phải chống đứng lên thì nhớt nó mới đi xuống hết. Còn con này á anh em nó nằm ở bên đây nè, anh em chỉ cần gạt chống này thôi là nhớt nó đổ ra hết luôn nè anh em, thấy không? Đó, nhớt nó đổ ra hết luôn đó. Một điều đặc biệt mình rất là thích ở con này ha anh em ha. Rồi điều đặc biệt nữa anh em biết cái gì không? Là con này á có một điều đặc biệt rất là hay, là khi nó hết xăng á là nó xiến sẽ anh em dắt bộ nha anh em. Hết xăng là sẽ dắt bộ nha anh em nha. Giỡn thôi, chứ trong tầm phân khúc này á, hai máy á, con này có hai phanh đĩa. Đẹp không anh em? Đó, hai phanh đĩa. Và ABS thì đương nhiên phải có rồi. Em như vậy là mình đã thay nhớt xong đó anh em, thấy không, nhớt nó nằm chính giữa hai cái vạch đó là đã ổn, đã ok đó.
thay nhớt lại. Ok nè, xong rồi nha. Khi thay nhớt xong chúng ta đừng có quên một bước, đó là đề máy lên để cho nhớt nó bơm đều lên động cơ. Rồi ok anh em, như vậy là hôm nay mình sẽ giao chiếc Z650 cho chủ xe đứng kế bên. Nói chung là mỗi chiếc xe khi mình giao á đều phải bảo trì bảo dưỡng kỹ lưỡng đó, không để cho nó sót một chỗ nào, hiểu không anh em? Và từ đó chủ xe sẽ tiếp tục bảo trì bảo dưỡng nó tiếp, và chiếc xe của mình nó sẽ luôn bền bỉ theo thời gian. Với con Z650 này nè, những người có chiều cao 1m61, 62, 60 đi rất là thoải mái. Đây là có một model nè, model bên mình nè. Đâu em chống chân coi, đá coi. Anh em thấy chưa? Thì nó sẽ đi rất là thoải mái. Mỗi con xe nó sinh ra nó đều thiết kế dành cho một cái lượng khách nhất định. Đó. Rồi. Rất là đẹp đúng không anh em? Anh em có cổ bô nè, mình chăm sóc cổ bô nè. Anh em đi nhiều á thì đương nhiên cổ bô nó sẽ không đẹp gì đâu. Mình phải chăm sóc nó thường xuyên nha anh em. Mình phải vệ sinh thường xuyên thì cổ bô nó luôn đẹp, nó luôn ok nhất có thể. Rồi, bye bye anh em. Hy vọng sẽ ra nhiều clip hướng dẫn anh em. Đó. Ở con này mình thích nữa, đó là anh em biết cái gì không? Là em biết anh thích gì không? Nó có cái lên cái đồ dắt xe á. Em thấy chưa? Đúng rồi. À. Cái bình dầu nó có. Đúng rồi. Cái bình dầu của nó nằm trong đây nè, anh em thấy không? Đó, anh em thấy chưa? Thấy chưa? Anh em thấy bình dầu ở chưa? Đó, rất là đẹp. Quay cho anh em xem cho cái độ mới của nó, độ keng của nó nè. Ở đây mình chăm sóc nó đến nỗi là cái tay thắng tay côn đó anh em thấy không? Thấy không? À, cái này thì mình chỉ cho anh em, cho anh em dùng một cái loại đánh bóng đó, anh em lấy đánh bằng tay á, anh em lấy tay anh em chà là sẽ sạch sẽ. Rồi thôi, mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ giao xe cho chủ xe đi về ha anh em ha. Ok anh em. Và một cái món quà nho nhỏ tặng đến anh em chơi xe. À, thấy chưa? Và nhỏ nhỏ tặng bên trên xe. Bye bye. Chúc chủ xe áo đen xem xong clip này sẽ có những trải nghiệm vui nhất đối với con xe này. Con xe đẹp. Rồi bye bye nha. Rồi giọt thử coi, đâu thử coi lên cái tiếng ga đầu tiên anh về chủ mới rồi. Trước khi đi là mình phải đề lên một xíu cho nhớt nó bơm lên á. Biết cái đó mà đúng không? Rồi. Con này đang bô zin cho nên nó hiền nha anh em. Cái bô độ nó nổ cũng nhức nách lắm á. Rồi bye bye. Rồi bye bye. Đây nè, một người em mua xe của mình. Đó, mua xe của mình thấy chưa anh em? Bữa nay ghé chơi nè. Thấy không? Cái này là biết chăm sóc xe nè, lên xe đẹp và nhìn khang liền. Ghế chơi là xe phải đẹp. Thấy không? Mình hướng dẫn là xe phải đẹp. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn anh em ở những clip sau. Thả tim. Đẹp không anh em? Đang trải nghiệm cái con Z650. Nó mạnh lắm luôn á. Cái bồ của nó, bồ chinh của nó cực kỳ đẹp. Nó đẹp lắm. Ok chưa? Quẹo phải nè. Nói chung là nó rất là nhỏ gọn. Tại vì trời nó đang rất là nắng, cho nên là mình phải đội nón. Nắng lắm. Mạnh lắm. Sao chạy lại được? Sao lại em chạy lại anh? Sao chạy lại anh được? Trời ơi, ABS rất là chắc chắn luôn. Nó thắng cái là ăn liền. Nói chung con này đáng để đi á anh em. Nhưng mà nó không có đáp ứng âm thanh bốn máy cho anh em thôi nha. Nó lùng nữa. Anh em có chiều cao khiêm tốn là chơi con này ok. Chết mẹ rồi.
lách trong thành phố rất là ok luôn, lách trong thành phố rất là ok, hiểu không? Anh em múa quẹt cũng rất là đỉnh, hiểu không? Chạy từ từ thôi, để tao trải nghiệm thôi cho anh nội. Quay video trải nghiệm xe chứ không phải quay video đi chậm chó đâu mà chạy ẹt chạy cho cốt. Quay coi nó chạy chiếc ẹt kìa. Từ từ thôi. Chung mà con xe này mạnh mẽ. Nó là mạnh mẽ. Nghe rất là mạnh. Bốc rất là bốc, rồi về nhà luôn em. Dở đầu luôn á, nói đừng pha nhẹ, dở đầu phải không? Không rồi xong rồi.